Xin chào, hôm nay chúng mình có một thử thách làm thủ công nè. Bạn có thể làm nó từ cái này không? Cùng gặp Chris nào. Cùng xem cậu ấy đang làm từ cái gì nha. Đừng sợ nha. Lần thử đầu tiên mà tiền thưởng đã đến rồi đây. Gì cơ, thật á? Wow, cảm ơn bố mẹ và Sam nha. Hôm nay là ngày của mình. Xem đây các đối thủ. Xin chào, thực tế cho Chris nào. Yeah, cậu lại ở đây với bọn tớ rồi. Tớ có thể làm được mà. Hấp. Thật đấy hả? Nancy sẽ làm thủ công từ rác sao? Không. Ôi không không, tôi không muốn đâu. Cứu. Không công bằng, tôi không muốn làm thủ công từ rác đâu. Đừng khóc nữa và nghe lời người khôn đây. Cậu có thể làm đồ thủ công hay ho từ rác thật mà. Thật sao? Cảm ơn nhé chuyên gia. Mình sẽ xem ai thắng trận chiến này nha. Bíp bíp, đồ chơi hình tròn đầu tiên cho Chris sau đây. Wow, xịn ghê. Không biết chúng có thể làm gì nhỉ? Tuyệt vời, một lần nữa nào. Bắt tới đi. Không bắt được tới đâu, không bắt được đâu. Trò hay nhất đến đây. Chris, lắp tên lửa vào đi. Yep, chi mà tẩu rồi, đi thôi nào. Xem như thế thì khán giả của mình không thấy gì đâu. Cậu dịch ra được không? Tớ biết cách thắng vòng này rồi. Bọc cuộn giấy vào bìa sóng thôi. Mình sẽ lấy một quả bóng bơm một nửa rồi cho vào bên trong nhá. Nancy, này Nancy, nhìn đây đi. Như này. Đáng yêu ghê. Nếu các cậu thích thì like nhá. Này sao cậu lại cười? Tớ mọc tai hả? Có thật này. Chú thỏ của tớ sẽ lấy chúng. Tớ sẽ gọi cậu ấy là tất tai nhá. Cậu có vui không nói tất tai? Kỹ năng gì thế này? Chú thỏ này sẽ nổi tiếng hơn cả cậu đấy. Đúng rồi, có thể là thật. Tớ đoán là cô ấy đúng đấy. Họ không thể chống lại tấm thẻ vàng đâu. Lại đây nào. Mấy chú sâu bướm này hay quá. Thủ công mới của tớ đây. Chúng di chuyển trên bàn buồn cười quá. Mà chúng còn nhảy được nữa. Tớ thích quá đi. Dạ cũng được. Tớ cũng có cái này hay này. Chắc vậy. Ew, cái gì thế này? Dũng cảm lên nào Nancy, cậu không phải trẻ con nữa đâu. Tớ đoán là tớ tìm ra thứ mình cần rồi. Cuối cùng, mình để cọ vào chiếc khăn ăn rồi cuốn nè. Giờ ép tờ khăn vào như này. Thế thì các công sự cùng tơ màu nào. Đưa tới cái đó đi, mình rất thiếu cọ, cậu biết mà. Sâu bướm của mình đã đi chuyến đầu tiên tới một chiếc lá xanh rồi. Nhìn nè, cô ấy biết các điệu nhảy. Một loài mới, sâu giấy. 5 đô cho một bức hình nha. Wow, tuyệt vời. Sao cũng được, ta sẽ có một món đồ chơi tuyệt vời bây giờ mà. Hàng của tớ đâu rồi nhờ, đã một tiếng rồi đấy. Cái gì đây, gì có. Cuối cùng cũng đến rồi này. Là một chú kỳ lân với một cái bong bóng bóp nè. Mềm và hay quá đi. Và giờ sẽ là bất ngờ nha. Mình cắt bong bóng bóp ra và tìm một slime khổng lồ nha. Có một món quà bên trong nè. Trò này tên là like cho bọn tớ đấy. Chris có món đồ chơi ngầu thật đó. Nhưng món của tớ cũng sẽ xịn như thế thôi. Đây là bọt cạo râu này. Và keo nữa này. Rất nhiều luôn. Wow, cậu có thể làm hệ vô tính của tớ như thế đấy. Mình chỉ cần thêm màu thôi. Nở to ra và ngấm xanh như nào. Đồ ăn slime được nhất là xà phòng lỏng đó. Nhiều như này này. Này, đừng vơ đũa tất cả slime chứ. Tớ thích bánh quy hơn mà. Nhưng người bạn khổng lồ này rất thích bữa ăn đó. Nhìn nó co giãn như nào kìa. Wow. Hả? Giờ nó là đối thủ của tớ hả? Đến đây nào, tinh danh lắm cơ. Này, có chuyện gì thế? Đừng có vận động tớ chứ. Hồi slime này đói rồi. Đưa tớ thêm đồ chơi nào. Nhìn xem nhiều thứ ở bên trong quá nè. Ngựa và tiền. Cái gì thế? Động đất hả? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mình có một bữa tiệc ở đây nè. Nhìn mọi người đang nhảy kìa. Thôi kìa bánh chơi, đúng là tiệc. Tớ cũng sẽ lắc chiếc bụng của mình. Này Chris, tớ không nghĩ mình cần thử thách này đâu. Nên là tạm ngừng nhá. Được rồi, cảm ơn cậu. Cái gì thế nhờ? Cậu quyết định chơi khăm tớ đấy hả? Là tai nạn thôi. Có khi cậu nên thích đồ thủ công mới của tớ đấy. Mình sẽ sửa quả bóng bên trong với một cái dây nịt nè. Lộn ngược quả bóng ra rồi thổi lên. Rolly poly của mình nè. Cậu
yêu cầu một gương mặt vui vẻ hả? Giữa hai mặt khá khó đấy, cậu biết mà. Một chút nữa. Yep, mặt đồ chơi được rồi đó. Đầu tiên là một chú cừu đáng yêu. Bà vào với bạn của mình đi nào, họ đang nhảy múa rồi đó. Hồ, ta đoán là xu hướng mới nhỉ, làm đồ thủ công rồi quay video á. Nhưng đó là gì thế? Chỉ là tớ đang khoe món đồ chơi mới thôi. Hấp, hấp. Lại thành phố mà anh. Còn gì có thể tuyệt hơn cái này chứ. Đây này, ai thích bóc bóng nào? Like nhá. Wow. Nhầm. Ê, bánh quy ngon hơn nhiều mà. Chris lại có đồ chơi xịn nhất nữa rồi. Và tớ chỉ có rác thôi. Tớ chán lắm rồi. Tớ có ý tưởng này. Vứt mấy chú vịt này đi là tội ác đấy. Nhanh, giấu vào trong đi nào. Và ông ánh sẽ làm chúng còn tuyệt hơn nữa đấy. Mình cũng sẽ cần kem đánh răng cho. Chà, cậu sẽ đấy. Vịt ơi, giữ mũi của mình nha. Wow, đây là một bữa tiệc ống ánh lấp lánh thật. Mà tớ vẫn cần thêm một thứ nữa. Cái này hoàn hảo này. Tớ đoán là nó bị kẹt ở đây sau khi nỗi tức giận của tớ bùng nổ. Đợi nhá, nhiều sự tuyệt vời còn đang chờ đón đó. Đó là rác của bọn tớ. Sam tớ đội Gryffindor bắt được kẻ ăn cắp rồi. Bọn tớ đã thắng. Chắc chắn rồi. Tớ thực sự bắt được hả? Và nó là một con quay liên tục sao? Tớ thích con quay lắm. Nhìn đôi cánh này đi. Một cái nữa này và một cái nữa. Hấp. Đấy là một tai nạn đã. Bị phá hỏng mất rồi. Ra tỉnh giác thôi. Cậu chắc chứ, mình có thể làm đồ thủ công hay ho mà. Làm khuôn đất sét và bỏ mấy phần đi, trừ cái lõi ra, rồi thêm keo epoxy vào. Đừng quên ông ánh đấy nhá. Yay. Khi nó cố định vào là con quay của mình đã sẵn sàng. Mình có thể chơi rồi. Wush. Con quay lỗi thời rồi. Giờ ống lò xo mới là xu hướng. Tớ là vua ống lò xo kỳ lân đây. Sao em đây? Muốn dọa tớ á? Mơ hả? Mình sẽ làm một chiếc đàn xếp bằng giấy thật nhiều màu nhá. Tạo một vài nếp gấp. Sắp xong rồi. Nó nhảy buồn cười quá. Tớ thích lắm. Thế này hay hơn ống lò xo này. Tớ có đôi chân cho cậu này. Cảm ơn nhá. Vui quá đi mất. Và mình đã xong cho hôm nay rồi. Đợi đã, tớ muốn nói chơi thế nào. Quên mất thử thách đấy. Vui quá mà. Này, mình lại là bạn chứ. Chơi với nhau sẽ vui lắm đấy. Này, và ai sẽ chơi với tớ nào? Đi và ăn kem của họ đi, họ sẽ không để ý đâu. Đúng rồi, nhưng tớ sẽ để lại cho các cô gái. Hẹn gặp lại nha. Bye bye. Bye bye.